Bữa nay mình hãy cùng tìm hiểu về một loại trà mầm giúp thanh nhiệt giải độc cơ thể. Đó là trà hỗn hợp mầm đậu đen rang và mầm gạo lứt đỏ rang mang thương hiệu Hạnh Tâm nhé các bạn. Vì sao Hạnh Tâm lại chế biến trà từ hạt đậu đen và hạt gạo lứt đang nảy mầm chứ không phải từ hạt mộc? Bởi trong quá trình hạt nảy mầm, các thành phần dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất xơ hòa tan được thúc đẩy tăng lên nhiều lần so với hạt mộc. Mầm đậu đen giàu chất xơ hòa tan, giàu canxi, sắt, các loại vitamin B1, B2, B5, B6, B9, C, E, beta carotene và 18 loại axit amin thiết yếu của cơ thể. Mầm gạo lứt có tính kiềm cao và có chứa các chất kháng viêm rất tốt cho người bị dạ dày, viêm đại tràng, đầy bụng, khó tiêu. Ngoài ra mầm gạo lứt còn có hàm lượng rất cao chất GABA, giúp an thần, dễ ngủ, bảo vệ hệ thần kinh, giảm nguy cơ mắc Parkinson, Alzheimer ở người cao tuổi. Trong cả hai loại hạt mầm đều có hàm lượng chất xơ hòa tan cao, giúp làm giảm quá trình hấp thu cholesterol vào máu, làm sạch mạch máu, ổn định huyết áp, ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường. Được sản xuất 100% từ hạt đậu đen xanh lòng, hạt nhỏ tự nhiên và hạt gạo lứt đỏ Điện Biên, được ủ mầm, sấy lạnh và rang chín trên dây chuyền khép kín. Trà mầm đậu đen, mầm gạo lứt đỏ Hạnh Tâm không đường, không hương liệu, không chất phụ gia bảo quản, là thức uống lành mạnh cho sức khỏe của cả gia đình. Thương hiệu trà mầm Hạnh Tâm đã được hàng ngàn quý khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc tin tưởng sử dụng và yêu thương. Hạnh Tâm là thương hiệu duy nhất áp dụng hệ thống sấy lạnh trong xử lý hạt mầm, để đảm bảo giữ gìn nguyên vẹn hàm lượng dưỡng chất cũng như hương vị thơm mát tự nhiên của hạt mầm. Cách sử dụng trà mầm rất đơn giản, bạn có thể hãm bằng bình giữ nhiệt hoặc đun sôi với nước. Cứ 20-30g trà mầm pha với 1,5 lít nước, có thể dùng thay nước lọc hàng ngày. Trà mầm Hạnh Tâm vị thơm ngon thanh mát, dễ uống, không những được các chị em công sở yêu thích mà còn là món quà quý giá để biếu tặng những người thân yêu. Uống trà mầm Hạnh Tâm mỗi ngày, bạn sẽ thấy cơ thể thay đổi theo hướng tích cực hơn, trả lại cho bạn một vóc dáng đẹp hơn, một hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.